các bạn muốn có một công việc tốt, vững chắc, muốn nói, nghe, viết tiếng Anh thông thạo, hãy ghi danh các khóa học Anh văn đủ mọi trình độ. Trường chuyên dạy sinh ngữ từ hơn 20 năm qua, có lớp học sáng và tối, học viên có thể học trên online hoặc tại trường, có trợ cấp học phí. Đặc biệt trong mùa đại dịch Covid-19, chính phủ trợ cấp thêm tiền qua chương trình Care Act. Nếu học viên họ đủ điều kiện, có trợ cấp laptop, suất khóa học, có cấp I-20 cho du học sinh tại Mỹ. Mọi thông tin tham khảo tại website idc.edu hoặc điện thoại Mr. Lim 832 541 8165 832 541 8165.